Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi, đầu tiên là một con Citizen có hộp nha. Citizen Eco Ride ha. Con này dòng Estefan, mặt xanh luôn, có hộp nha. Còn mắc dây ha, có sổ nữa. Cái này mua về làm quà tặng người thân cũng được nha. Với lại cái bản mặt xanh này anh em mua sưu tầm lâu lâu mới có ha. Thì con này kiểu anh Nhật ảnh cắt dây anh đeo chừng một hai lần mới tin nè, dây khóa nguyên zin nữa nè, chưa có dấu gì để gọi là phai, nó đẹp luôn ha. Con này mới tầm hơn 90%, kính sapphire ha, có lớp chống chói nha, màu xanh lá cây nha, lịch dạng niên kính sapphire, pin năng lượng khỏe nha, mặt xanh, mặt thiết kế như tổ ong nha. Con này được cái cọc số giao quan học trò. Thì mấy bản này nha, thì có nhiều lắm nhưng mà độ mới cao á, với mặt xanh thì cũng ít dạo quang dây khóa zin hết Atisa dập hiệu nè. Thì anh em nào thích kiểu sưu tầm á, dòng này mà độ mới cao chốt này đúng luôn, nhưng mình đang mua con hàng mới với IC nha, mắc in sao băng nè, thông số đủ ha. Thì con này vẫn là chạy máy H410 nha, H410 mặt sau nhìn uy tín. Con này độ mới khỏi bàn nha, xe ta xe ngang của nó 38 nha, xe ngang 38 ha, càng của nó nè 45 mỏng, nó 9 đi 3 nha. Con này thì dây thoải mái rồi, dây này đang 18.5 dư mắt 19.5 thoải mái luôn ha, lên tay quẩy nè. Thì này tầm anh em tầm tay 17 đổ lại thôi, anh em thích tay 18 thích đeo nhỏ nhẹ gọn rồi nào chốt này cũng được ha, có lớp chống chói màu xanh lá cây nha, mặt xanh xanh dương nha, rất đẹp luôn. Cọc số trò dạo quang sáng. Rồi con này thì em hướng dẫn ở nhà chỉnh giờ sơ sơ cho anh em thích mà trải nghiệm, nó biết cách chỉnh giờ luôn. Thì đang bình thường nha, nó có nút âm nè, cốt giữa có hai nắp nút nút lồi ha, rồi ấn nút âm cái là một cái một thôi ha, cái kim giờ quạt. Thì mình xe tới nha, khi mình ấn vô xe tới là kim giờ chạy tới, xe lui kim giờ chạy lui nè. Thì đồng thời mình chỉnh giờ ha, mình chỉnh lịch trước nha, nó lịch bước qua ngày mới nè, nó qua ngày 25 nè đó. Ví dụ qua ngày 25 nha, cái em xe ngược lại cho ngày 24 đó. Nó làm chỉnh lịch trước ha, chỉnh lịch trước xong chỉnh giờ sau ha, nó chỉnh cho đúng giờ luôn. Rồi khi mình chỉnh giờ với ngày sẽ đúng cái kéo cái mắt giữa nè, thì 12 cọc số tượng trưng cho 12 tháng nha, em chọn tháng 11, nay tháng 11 rồi. Đó mình xe đúng nè, chọn cái kim dây chỉ số 11 này. Năm 2021 chọn khía nè, lấy tay mình xe lên xíu nè. 22 khía nè, 23 khía nè. Tức là tháng 11 năm 2023 ha. Đó rồi chọn tháng năm xong kéo hết luôn. Xe tới kim phút chạy tới nè, xe lui kim phút chạy lui nè. Đơn giản thôi nha, khi chỉnh đúng xong đẩy vô chỉnh nhanh ha, nhanh như chỉnh đồng hồ kia đó nha. Với sau này anh em YouTube đã hướng dẫn chỉnh giờ nhiều rồi, nên cả nhà khỏi sợ mấy dòng radio ha. Đó lịch dạng niên thì tháng 28, 29, 30 không có ngày 31 bước qua ngày mới luôn. Cái phay xước đó nè, quá đẹp ha. Rồi con này thì độ mới ok, có hợp. Thì thích hợp cho những em nào mà đang có định sưu tầm dòng Citizen chốt này mới. Rồi 1 triệu 450k mã B87 nha. 1 triệu 450 mã B87 nha, cho con độ mới cao có hợp ha. Pin năng lượng khỏe nha. Em lên tiếp cho nhà một con Burberry nha. Burberry là thương hiệu của Anh ha, máy thụy sĩ luôn. Con này chạy 6 kim nha, 6 kim một lịch ha. Thế này kim rốn cho đồng hồ chính nè. Đó này kim thể thao nha, bấm ngưng thể thao nè. Reset nè. Full chức năng ha, bấm thể thao chạy nè. Thì con này là kính sapphire ha, bản của nó là vỏ thép nha. Máy thụy sĩ. Núm zin nè, dập hiệu ha. Mặt sau đây. Thì con này mang mã là bu nè, bu 1361 nha. Đó, mình chụp hình sạch Google gan này ha, Swiss mát nè. Con này thì full zin này, dây khóa zin nó luôn đấy. Nói chung là cũng có đeo rồi nhưng mà cũng còn ok nha. Burberry nè, khóa dập hiệu nữa nha, mấy dòng này đeo rất sang nha. Dây bên đây thì có hơi phai phai xíu, không thành vấn đề nha, dây zin luôn, cái xịn luôn á, mình đeo là nó nằm trong rồi. Lên tay chắc luôn. Con này xe ngang của nó ha, xe ngang của nó 39.4 nha,
càng luôn là 45 nè, mỏng nè. Đó, 1009 nha. Kính sapphire ha. Thì con này cái nhà sạch Google biết giá trị nha, mới rất là mắc nha. Nó chỉ có hàng si mình mới mua giá này thôi. Này máy rất là đẹp luôn, cho nhà xem máy nè. Đây. Máy switch nha. Con này máy tới 13 chân kính, máy pin mà tới 13 chân kính nha. Mấy viên đỏ đỏ là viên ruby ha. Đó, chân kính nha. Đúng chuẩn nha. Rồi anh em nào mà thích đeo dòng thương hiệu xịn sò chốt này, bấm ngưng thể thao reset. Rồi, con này thì em bán nhà giá 1 triệu 750 nha. 1.750.000 mã B91 ha. Đeo con này rất là sang rồi. Nó thương hiệu Burberry mà. Anh em nào xài đồ là biết rồi, mắc tiền lắm. Con này như mới mười mấy triệu á, mình search Google ra nó ha. Nó là cái mã đó nha. Burberry nha, Bu nè, 1361 dòng 6 kim ha. Máy xù xì chuẩn luôn. Rồi, 1.750.000 mã B91, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Full zin luôn. Rồi em lên tiếp cho nhà một con WeRed đi. WeRed là thương hiệu của dòng Senco, của nhà Senco nha. Con này mặt xanh phong thủy luôn. Rất đẹp ha. Đó, mặt nó trẻ tia nha. Dây khóa zin hết, phay xước còn đẹp lắm. Phay xước bốn góc. Dây khóa zin dập hiệu ha, bên hông ở đây. Con này kính lồi nha, kính hơi lồi xíu, kính zin không sứt mẻ, vẫn có lông mèo không đáng kể ha. Lịch gốc 3 giờ. Đúng zin hết. Mặt sau đây thông số đủ nha. Con này em bao nhà máy chuẩn nha, chuẩn dòng Senco hết. Dây này dài á. Này dây tới 18.5 nha, 18.5 đeo thoải mái luôn, lên tay quẩy nè. Anh em nào hợp với mặt xanh pin solar ha. Con này là pin solar nha, pin solar năng lượng khỏe ha. Dây 18.5 đeo thoải mái. Lên tay quẩy rất chắc. Máy này thì đeo siêu bền nha. Nó thuộc dòng Senco mà. Xi ngang của nó 41.4 nha, càng luôn là 45 mỏng 11 ly ha. Độ mới cao, pin solar năng lượng ha. Thì pin solar năng lượng mình cứ đeo mỗi ngày là nó tự sạc pin nha. Còn nếu mà nhiều nhiều đồng hồ quá, cứ lâu lâu 4 4 5 bữa, 5 6 bữa đem ra phơi nắng 15 20 phút ha. Rồi con này bán 950 nha, 950k mã B91. Độ mới cao ha. Rất là mới luôn. Rồi, sẵn thì em lên cho nhà một con cũng gì luôn, WeRed. Nhưng mà nó là dòng 6 kim. Đó, mặt đỏ đen ha, thiết kế nè. Thiết kế mặt rất độc nha. Đó, mặt ô ly vuông ha. Này, kim rốn cho đồng hồ chính nè, kim thể thao nè. Lịch gốc 3 giờ nha. Thì nó phối là cái viền niền đỏ nè với hai cái ô đồng hồ đỏ ha. Đó, đỏ đen ha. Bấm kim thể thao chạy nè. Bấm ngừng nè, reset nè. Rồi, full chức năng ha. Con này kim dạ quang thôi. Như hai kim dạ quang thôi nha. Này phay xước nè, mới lắm. Nó thiết kế góc cạnh nhìn chắc không, dây khóa zin dập hiệu hết ha, khóa dập hiệu hết. Mặt sau đây siêu sao chưa bóc luôn, chuẩn nha. Em bao nhà chuẩn máy Nhật Senco hết nha. Con này cũng dây 18.5 luôn, 18.5 đeo thoải mái luôn nha. Nó lên tay chắc. Nói chung cái đồng hồ si mà nhìn nó còn mới, nhìn nó đẹp lắm. Kính zin ha, kính lồi không sứt mẻ, dẫn báo vết lông mèo nha, không đáng kể ha. Lên tay rất đẹp. Rồi con này thì xe ngang của nó nha, 40 nè, 40.06, nếu mà không đo rẻ nha cũng là 39 ha, cũng là xe thằng tài. Càng đó đây đi, càng nó thì 45.8 mỏng 10.03 ha. Một con WeRed ha, WeRed thương hiệu dòng Senco nha, chạy 6 kim một lịch. Rồi con này bán là 1.150.000 mã B86 nha. 1.150k mã B86 á, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em mới á. Con này đếm test coi có dạ quang không ta, test thử coi. Con mặt xanh ha, có dạ quang nha, dạ quang bốn góc với kim thôi. Rồi em lên tiếp cho nhà con độc lạ đi, Puma nha. Puma ha, hình con báo nha, báo đen. Hình báo đen chiếu chiếu 7 màu ha. Con này thì kiểu thể thao thôi, dòng thể thao á, đeo dạng thương hiệu nha. Máy Nhật ha, dây thì bản cao su á, khóa zin dập hiệu hết, full zin máy Nhật. Bên hông đây. Thì anh em nào hay mặc đồ ví dụ giày dép nữa, Puma nha, đeo cái này cho đúng catalog luôn. Siêu sao như chưa bóc gì, còn cái miếng đỏ luôn. Con này mới lắm, mới tinh nè, nên em mua đeo tập thể dục thể thao nữa thôi.
đều dạng hàng thương hiệu Puma, xe ngang 43 là mỏng nè. Đó, 104 ha, này càng cúp thì tay nào đeo cũng được rồi, tay nào đeo cũng ôm. Đó, máy Nhật, độ mới cao. À, con này em bán nhà giá 550 ha, 550k mã B92 nha. Đó, con này chắc, con này mới. Ừ, máy Nhật, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi, em lên cho nhà một con đây. Nissan thương hiệu Mỹ ha, máy Nhật. Ừ. Con này thì full vàng, anh em nào hay thích đeo đồng hồ full vàng chốt này. Cái này là nó tĩnh điện chứ không phải là nó mạ vàng nha, cái này nó tĩnh điện luôn. Ừ. Nước vàng á, rất đẹp luôn, chưa có phai gì nha. Nói chung còn đẹp á. Dây khóa nè. Mặt sau đây. Full zin ha, nắp sau nắp đỏ nha, nắp nó nắp đỏ ha. Đó. Nắp zin nó luôn á, đáy sấy. Chống nước 100 m nha. Thì nên anh em nào thích đeo phun vàng nè, nó chốt này. Thương hiệu Nissan là thương hiệu Mỹ nha, máy Nhật thôi. Nó lên tay nè. Lên tay nè. Nhìn nó đơn giản nhưng mà kiểu nó phun vàng nha, đeo rất sang ha. Kiểu dáng vuông mặt tròn nha, mặt trẻ tia ha. Rồi, con này thì full zin này, anh em nào thích đeo full vàng chốt mấy này. Xe ngang của nó là 37 nha. Càng luôn là 42.8 mỏng nè. 8 ly 4. Kính zin không sức mẻ nha, dẫn báo quất lông mèo ha, kính đẹp luôn. Mặt trẻ tia ha. Con này em bán 650, 650k mã B993 nha. 650 mã B93 ha, cho con Nissan độ mới cao nha. Cái dáng cũng lạ, bản thép đúc nha. Thép đúc mà kiểu phay xước nè, kiểu tĩnh điện nha. Phay xước bên hông núm zin chụp hiệu hết rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi sẵn vuông thì em lên chỗ nhà một con Bullitt, nó mới về Bullitt nè, cảnh sát Mỹ nha. Con này mặt của nó là dạng mặt nâu nâu cà phê nha, thì thường là 6 kim một cốt sẽ là lịch thứ nè, lịch ngày, lịch 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Đó, con này thì kim có dạ quang thôi, thì anh em thích đeo dáng tăng vuông tăng hầm hố nữa, chốt này độ mới nè. Bullitt khóa dập hiệu ha, kính zin giác cạnh nha, kính giác cạnh có lông mèo ha, có lông mèo không đáng kể nha, do nằm trong lô á vẫn có vết lông mèo ha, núm zin dập hiệu nè, là dính vân tay lao nè, mới. Nhìn cái phay xước nhà sản xuất còn dây nữa là biết độ mới cao rồi. Máy Nhật ha, mặt sau đây. Bullitt nè. Đó. Thông số đủ bắt 4 ốc uy tín ha. Dây này còn dài nha. Con này dây thì chắc 10 dây con này 18 năm luôn nha. 18 18.5 được 10 17 mà dư được 3 ngón. 18 8.5 ha. Dư được 2 ngón rưỡi nha. Nó lên tay quẩy nè. Nó anh em nào thích đeo vuông á, vuông tăng mà to to là chốt này đúng, đầm tay, bản thép đúc ha. Bullitt là thương hiệu cảnh sát Mỹ á, máy Nhật. Rồi con này thì để em đo size cái. Xe ngang của nó ha. 35 nha. Càng luôn là 46 mỏng nè. 103 ha. Rồi con này em bán 1 triệu 250 nha. 1.250k mã B95. 1.250k mã B95 ha. Mặt rất độc lạ, anh em nào hợp cái mặt nâu cà phê chốt này. Với lại dáng vuông dáng tăng. Độ mới còn cao nha. Rồi, em qua mẫu luôn. Rồi em lên chỗ nhà con này lạ nè. Con này cái hình nó như cái cúp nha, cúp cái World Cup nha. Đó. Cái cúp mà bóng đá nha, nó nhìn ha, giống mà con này là lạ thôi. Này bản dây dù zin đó ha. Vô mình đeo vô nè. Để em đeo chỗ nhà hình dung dễ hình dung ha. Này kiểu anh em sưu tầm thôi nè, lên tay nha. Anh em nào mà thích đeo bụi bụi á. Đó. Máy Nhật ha. Đó. Bản kỷ niệm gì đó. Này kiểu bán cho anh em sưu tầm nha, dạ máy Nhật thôi được. Xe ngang của nó là 37.7 nè. Mỏng thì 9 ly, cái chiều đứng nó coi. 59 nha, rất độc ha, kính còn đẹp luôn. Chạy ba kim mới biết có dao quang, test thử coi. Nó này kim trắng đấy nha, này kiểu dòng sưu tầm ha. Thì dây tay mình to tới đâu mình cứ nè, về tới đó ha, nó dài vô vậy nè. Rồi con này thì em bán cho nhà giá là đâu? Nó mã đâu ta? Rồi, con này em bán cái nhà giá là 550 đi, 550k nha. Lên cho em mã B B99 đi. Đó.
550k mà B 99 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, rất là độc luôn. Rồi em qua mẫu luôn. Rồi em lên tiếp cho nha, con này nha, mới về con này. Casio Vacaptor pin solar năng lượng ha. Con này dây khóa nguyên zin luôn nhưng mà nó có hơi phai hai bên này xíu nha. Nó này kiểu anh em sưu tầm đi, anh em nào thích sưu tầm dòng Casio nội địa đời đầu chốt này nè, sao băng hát lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn. Mã này là WVA nè, 400Z ha. Vacaptor. Con này thì nó cũng vậy nha, chạy nhiều buổi giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức này các kiểu ha. Đó. Đèn nè, đèn hai bên rất sáng luôn. Đặc biệt con này là có đèn tự động ha. Mặt xanh phong thủy, kim có dạ quang. Đèn nè, sáng lắm. Bên hông cũng còn đẹp. Nói chung con này còn đeo đẹp nha. Tầm này độ mới nó tầm 80 nha, tầm 80. Dây thì dài á, dây con này tới 20 được. Lên tay thì đèn nó nhạy hơn. Đó. Cảm biến ánh sáng đây nè, ví dụ để ngoài sáng mà lắc nó cũng không cháy nữa, nó phải có vô tối mới được ha, mặt xanh mà nên em làm việc buổi tối cũng được. Thì con này có hơi phai phai xíu, em sẽ bán này giá rẻ xíu ha, giá cho nhà dễ sưu tầm. Kính zin không sức mẻ, có lông mèo nha, không đáng kể đâu, hàng si mà. Xe ngang 41 mỏng 12 đi 5 ha, này khỏi đo càng nha, càng cúp tay nào đeo cũng được đó. Thế này pin năng lượng ha, nói như bán tiền cục pin nha. Này con em bán nhà giá là 400 mã B83 nha. 400k mã B83 ha. Có đèn tự động nha. Tối mình cứ lắc tay lên đèn tự sáng ha. Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, 400. Rồi, em lên tiếp cho nhà một con Casio này đi. Không, con này Casio Watt nha. Casio pin 3 kim ha. Con này kiểu dòng thợ lặn cho những em mà tay vừa thôi. Tự nó là núm cổ chai nè. Đáy sấy nè, nó này xây vừa xây tay nhỏ thôi nha. Casio dập hiệu Fujin luôn á, mà độ mới còn cao ha. Dây này 17 đeo vừa nha, 17 16.5 đeo thoải mái ha, 17 đeo ôm xíu ha. Đó. Kính zin không sức mẻ, kính đẹp dẫn báo quét lông mèo ha. Niền xây kim cọc số có dạ quang, anh test cho. Đây. Kim cọc số có dạ quang ha. Lịch gốc 3 giờ phay xước rồi. Con này thì cho anh em tay vừa thôi, xe ngang của nó là 35 nha, nếu mà đo cái rìa luôn á tới 36 ha, càng luôn là 41 mỏng nè, 107 ha. Anh em tay 16 đổ lại đi, có nhiều anh em tay nhỏ kiếm đồng hồ mà chống nước á, lặn lội nữa đó, chốt mấy này ha. Nhưng mà hàng xe lưu ý không có nước đó nha, nó chống nước tốt á, 200 mét nước lận. Rồi con này bán 500 mã B 85 nha. Máy Nhật ha. Casio. Rồi em lên tiếp cho nhà một con này đi nha. Này thương hiệu The Clock House 1964 nha. Nó chạy 6 kim ha. 6 kim một lịch gốc 3 giờ nè. Em test dạ quang cho. Con này anh em tay to đeo đầm tay nữa chốt mấy này. Có dạ quang xanh xanh dương ha. Bấm thể thao nè. Thể thao kim này quạt nha, kim quạt rất là độc luôn. Bấm ngưng nè, reset nè, full chức năng hết rồi. Này giờ thể thao á, này 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Này bấm kim rốn cho đồng hồ chính là bấm nó chạy nè. Lịch gốc 3 giờ. Này niền của nó niền đen mà tĩnh điện ha. Bản thép đúc, dây khóa nè. Còn mới lắm nha. Dây khóa nha, mới ha, phay xước. Bên hông đây. Ba cốt mặt sau đây nha. Thì cả nhà anh em nào mà chưa biết cái thương hiệu này nè, The Clock House 1964 chụp hình nha, search Google là ra nó ha. Cái siêu sao chưa bóc, đáy sấy ha. Dây còn dài, này dây tới 20 cũng được. Này dây 20 đeo vừa nha. Khuyến cáo 19.5 đeo thoải mái ha. À, kính zin không sức mẻ, có lông mèo nha, không đáng kể đâu, lên tay quẩy các đầm tay luôn. Rồi, con này thì giảm đo sai cho. Xe ngang đo thẳng luôn là 43 nha. Càng luôn nè. 46.8 mỏng 12 ly 4 ha. Thì bữa này bán 1250 anh em sale nha, 1150 ha. 1 triệu 150k mã B38. 1 triệu 150k mã B38 ha. Cho con The Clock House 1964 dòng của Citizen nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Thì anh em nào xài thương hiệu này đã mua từng mua ở Việt Nam biết nó rồi. Nó của Citizen. Rồi em lên tiếp cho nhà đây, Senco nha.
Senko ha, con này chuẩn nội địa nè, mặt trắng, sốt giò thư sinh, hai cái lịch gốc 3 giờ luôn, bản dây thép nha. Còn mới lắm. Thì anh em nào mà tay vừa tay nhỏ thích đeo dòng mà nội địa Nhật á, dòng Senko á, nội địa Nhật chốt này đúng. Bên hông còn phai sức. Full zin nha, mặt sau đây. Mặt in sao băng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật ha. Senko mặt sau nhìn uy tín ha. Con này dây còn dài ha, dây này tới 19 luôn được. Lên tay 17 nè. Mặt trắng, kính lồi còn đẹp không sức mẻ ha, dạng báo bách lông mèo. Rồi, xe ngang của nó là 37 nha. Chiều đứng luôn là 43.8 mỏng nè. 9 ly 2 nha. Độ mới ok. Rồi, Senko em bán 850k mã B35 nha. Chuẩn nội địa nha. Còn mới lắm. Tùy theo độ mới mua con đồng hồ nha. Dù con rẻ hơn 100 200 ngàn thì cũ xíu về xì ba cũng vô đó nha. Chưa chắc qua cái đồ xịn đồ zin đó. Rồi em vẫn còn con Senko 5 automatic ha. Nó 21 chân kính, con này lên rồi nha, em lên nhanh. Anh em nào rành cơ là biết rồi. Nó chuẩn nha, đang chạy ok luôn á. Ừ, chạy máy 7S26A nè. Dây khóa đẹp Senko 5 ha. Dây 18 nha. Size của nó là 36.5. Chịu đứng luôn là 41 mỏng. 10.8 nha. Rồi con này em bán 1.550.000 mã A9998 nha. 1.550k A98 ha. Ai kết cho phần những tin Zalo cho em. Đó cơ nha, đó là cơ là em báo cơ nha. Còn pin là em báo pin ha. Rồi, em lên một con tên top thương hiệu của Mỹ. Máy Nhật nha. Con này thì có hộp này mua về làm quà tặng được. Nay em sale này giá cho nhà dễ mua ha, mua làm quà tặng được. Tên top thương hiệu Mỹ máy Nhật ha. Con này thì kính sapphire. Lịch hay có lịch gốc 3 giờ mặt trắng cặp số La Mã nha. Kim của nó là kim đông xanh ha. Kim màu xanh, kim đông xanh. Kính sapphire nguyên khối nha. Dây khóa con này độ mới khỏi bàn này, cho nhà xem mẫu thôi. Tên top siêu sao chưa bóc. Đó. Khóa chưa có mở luôn nha. Khóa zin dập hiệu hết. Đó, con này thì xe ngang của nó là 40 39.5 nha. Càng luôn là 45 mỏng. 9 ly 1 ha. Con này thì cho anh em văn phòng á, là mua làm quà tặng cho mấy ship cũng ý nghĩa nè. Rồi con này thì anh em chưa biết thương hiệu nó, mình cứ search chụp hình search Google là thương hiệu Mỹ ha. Máy Nhật trên top ha. Rồi con này em bán nhà 980 đi. Đây, 980k mã B88 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Sale quá nha, sale rồi. Rồi, em lên tiếp cho nhà một con đây. Casio. Con này dòng quay cấp tơ bình thường nha. Anh em nào dị ứng với pin năng lượng chốt bình thường. Con này thì thiếu cái hộp đây, nó mới lắm. Dây khóa nó chưa cắt dây luôn. Đó, này mua về cho mấy bé cấp 2 đeo đi học mà siêu bền nha. Thì thay vì mình mua con ở đồng hồ điện tử Việt Nam mấy trăm ngàn mua mấy này nha. Mấy mấy con chuẩn Nhật ha, chuẩn nội địa luôn. Mặt sau đây. Mới tinh ha, dây khóa chưa cắt. Lên tay quẩy thử. Rồi con này cũng vậy nha, chạy nhiều buổi giờ thế giới nè, giờ thể thao báo thức này nó các kiểu hết rồi. Em chỉnh ok rồi, đèn này. Đèn led ha. Mới. Rồi, xe ngang của nó 41 nha, mỏng là 12. Mua cho mấy bé ha. Mấy anh thích đeo dòng Casio bình bình thường chốt mấy này. Con này em bán 500 mã B B22 nha, bữa bán 550 á, sale 500 mã B22 ha, sale rồi nha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi sẵn cơ này em còn con này nha. Còn Senko Automatic LM ha. Này kiểu dòng cổ nha, anh em thường sưu tầm thôi. Với lại cái dáng LM, cái dáng kiểu phổ thông thì rất nhiều, nhưng mà con này cái dáng con này rất ít nha, ít thấy lắm. Mà độ mới còn cao ha. Nè, cái phay xước nó còn nguyên zin luôn á, chưa đánh bóng xì bai. Kính zin nha, kính zin dày ha, còn dày lắm. Có lông mèo không đáng kể, dù anh em muốn đẹp á, mình về bu lia cái kính còn thôi. Em nghĩ hàng xây còn đẹp nha, nó còn đẹp. Mặt xanh xanh phong thủy luôn. Hai cái lệch gốc 3 giờ ha. Cho nhà xem máy nè. Mấy máy này thì quá đẹp rồi. Nhà máy chuẩn luôn nha. Máy chuẩn LM. Đây, máy nha. Nó đang chạy ok nha. Thì anh em nào mà gần cơ là nhìn là biết rồi, nó chuẩn luôn. Máy đẹp. Máy này chưa có lầu dầu, máy zin nó luôn. Mấy con này chạy bền bỉ mấy chục năm luôn nha. Nó quay. Đó.
Shinko 23 chân kính nha. Đang chạy rất mướt luôn. Quá đẹp ha. Rồi, này kiểu anh em sưu tầm thôi. Shinko Automatic 23 chân kính mà. Dây khóa zin nó lờ mờ. Dây lụa zin đấy nha. Đó. Dù cái dáng mà thường thường, dáng thường thông dụng thì nhiều, nhưng mà cái dáng này ít, lâu lâu mới thấy. Rồi con này thì xe ngang của nó là 34. Đứng luôn là 38.6 mỏng. Đó, 108 dây còn dài nha. Dây này cỡ nào cũng được, dây dài lắm. Dây tới 19, 19 20 cũng được nha. Đó, con này thì hôm bữa là em bán nha. Em sale 1 triệu 550 nha. Bữa em bán 1 triệu 650, sale 1 triệu 550 mã B5 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Senko Automatic ha, 23 chân kính. Độ mới cũng ok, full zin đó. Có trợ cốt tay nha, con này có trợ cốt tay nha. Rồi, em qua mẫu luôn. Rồi, em còn cái bật lửa nha, 150k mã L1 này. Con này kiểu giả đu bông thôi, nó kêu hay. Nó chẹt. Rất là nhạy ha. Rồi, này về cho anh em mồi thuốc nữa, mua sưu tầm. Xe ngang của nó là 58.7, ngang 36 mỏng. 105 ha. Rồi, 150 mã L1. 150k chuyển khoản bao ship ha. Rồi cái này thì móc khóa nha. Này kiểu xài xăng mở này ra châm xăng Zippo vô. Bật này lên chẹt. Rồi, cây này thì 150 mã L3 nha. Chiều đứng luôn là 7 7 đi rưỡi. 150 mã L3 ha, chuyển khoản bao ship luôn. Rồi Senko thì em còn con này nha, calendar. Này là titanium toàn thân lịch vạn niên ha. Thì tức là tháng 28, 29, 30 không có ngày 31 bước qua ngày mới nha. Dòng này em chỉnh giờ ok rồi. Anh em nào muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ cứ báo em gửi video qua cho. Dạ quang ha. Titanium phay xước đẹp bốn góc. Chung con này độ mới titanium gì đâu quá đẹp nha, Senko nè. Mặt sau đây. Mấy dòng này thường chuẩn nội địa hết rồi, mắc in sao băng. Nó là dòng máy xịn sò của Senko luôn. Dây dây 18 đeo vừa, 17.5 đeo thoải mái ha. Đó, lịch gốc 3 giờ kính sapphire nha. Thì anh em nào dị ứng với bản thép inox với lại mồ hôi muối á, là anh em thích đeo bản thép mà siêu nhẹ chốt này. Thì con này em chỉnh ok, ví dụ cái nhà lỡ chỉnh giờ kéo ra hết, kéo ra hết luôn ha. Rồi mình sell qua 24 giờ lịch bước qua ngày mới nè. Nó lịch nó nè, nó búng qua nè. Đó. Ví dụ lỡ qua hút em sell ngược lại. Chạy ngược lại đó. Rồi chỉnh cho đúng giờ luôn. Ví dụ cho đúng giờ nha. 17 giờ 49 ha. Đó, cho đúng giờ đẩy vô đây. Đơn giản đây nha, giờ chỉ là về chỉ biết chỉnh vậy thôi. Nó là xài khỏi chỉnh lịch ha, nó là lịch lịch vạn niên mà. Rồi này em bán 850k mã B82 nha. 850k mã B82 nha. Xe ngang của nó là đo rìa luôn là 39.6 nè, nếu không đo rìa nha. Không đo rìa cũng là 38.5 rồi. Càng con này thì 45.5 ha, mỏng nè. Nó 10 10 10 ly. Độ mới titanium. Thì anh em nào thích đeo dòng thép siêu nhẹ, thép máy bay chốt này là đúng ha, kính sapphire luôn. Rồi, 850 mở B82 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi, em lên con này cho nhà đi, con độc lạ nè. Này anh em nào thích nè, thích nó dạng như thích mẫu với lại hộp với màu đỏ chốt này. Con này thương hiệu Thụy Sĩ luôn, Swiss nha. Swiss Mat. Thụy Sĩ máy Thụy luôn. Lịch gốc 3 giờ mặt của nó này, kế đã không? Kim nó có dạ quang thôi. Kính lồi ha, kính zin không sức mẻ nha. Kính lồi ha. Này là tĩnh điện nha. Tĩnh điện chứ không phải sơn xịt nha. Con này rất rất xịn luôn á, đeo lên tay rất ngầu. Dây khóa zin hết luôn. Thương hiệu Thụy Sĩ máy Thụy luôn. Ở sau đóng chữ Swiss cho bá nha. Swiss Mat. Thông số độ bắt 6 ốc uy tín ha. Nên em nào mà tay to á, dây cũng Swiss, dây zin đó. Tay to thích đeo đỏ, màu đỏ nổi là chốt này đúng. Rồi, con này thì để em đo size nữa coi. Xe ngang của nó là 49.5 mỏng đó, 12 ly ha, càng thì đó đây. 50 nha. Rồi con này em bán nhà 1 triệu 150k mã B39 nha. Đó, 1 triệu 150k mã B39 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Thương hiệu Thụy Sĩ máy Thụy luôn nha. Mặt thiết kế độc. Rồi em qua mẫu luôn.
Rồi sẵn thì em lên con này, lên sale này nha, con Romaro Thụy Sĩ luôn, ở máy Thụy ha, con này kim có dạ quang thôi, mặt độc lạ ha, vỏ aluminium siêu nhẹ nè, thì nó nằm trong lô này, có vết đây xíu nha, cái màu nó màu vàng đồng, cái vỏ nó là vỏ aluminium, kính zin còn đẹp, không sứt mẻ, dẳng báo bết lông mèo ha, mặt thiết kế rằn ri nha. Con này thì nè aluminium nè, chất nhôm siêu nhẹ, có tem chống hàng giả nha. Đáy sấy ha, full zin dây luôn nha, dây khóa zin hết luôn nè, khóa zin hết, dây nè, trên đây kiểu nó dập dập cái cao su thôi nha, chung đeo bình thường nha, nè lên tay nè, rất nhẹ ha. Với lại anh em mà sưu tầm á, có mẫu này mẫu kia á, mẫu này cũng hiếm lắm, đeo cũng khó đụng hàng nha. Xe ngang thì 45, đứng luôn là 51.7, mỏng thì 13.7 ha. Thì bữa em bán 850 nha, 880 chứ, sale 750 ha, cho con máy thi sĩ ha, 750k như nhà mua máy, máy thi sĩ nha, thi sĩ giá này là quá ok nha, mã F52 ha, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, mặt lạ lạ. Rồi một con Armani ha, dáng vuông, vuông tăng mà dáng cổ điển, dây khóa zin đó nè, con này còn đẹp, khóa zin nhập hiệu mà sau đây. Đó, thông số đủ, khóa dây dập hiệu hết ha, mặt sau nha, chuẩn nha, con này chuẩn hết đó, nó chuẩn, chuẩn Italy xịn luôn, máy Nhật lên tay nha, chắc ha. Rồi con này đếm đo sai cho, xe ngang nó là 33.5 nha, càng nó ra 49, nó mỏng 9,5 nha, bên hông dập Armani, kính đẹp, kính zin đẹp, không sứt mẻ, dạng báo vết lông mèo ha. Con này thì đeo sang lắm, này mấy anh em mà thích đeo vuông tăng mặt trắng chốt mấy này đúng không? Này anh em tay tầm 16 đổ lên đeo đẹp ha, tự nó dáng tăng to. Rồi 850 nha, em sale này 850 nha, bữa bán 950 rồi, mã B89 nha, 850k mã B89 ha, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên chỗ nhà một con đây Citizen nữ ha, con này thì cái nhà search Google biết rồi giá trị nè, con này giá mới rác lắm nha, mắc lắm, search Google biết giá đó ha, mắc in sao băng chuẩn nội địa nè, titanium nè. Con này mang mã nha, cái search là Citizen ha, H240 nha, là ga con này ha, độ mới cao, dây khóa zin nó hết luôn á, City đó. Dây mặt trong có nhung ha, đây dây ngoài văng cá sấu ha. Mấy dòng Citizen dây nó chuẩn xịn, thì cái này đầy tăng đầy đủ hết nha, tay lớn tay nhỏ đều được hết, khóa nó vàng hồng, mặt của nó nè, mặt của nó ha, kiểu mặt kim tuyến nha, như kim tuyến nha, kính sapphire ha, lịch vạn niên, cọc số La Mã nhìn cổ điển nha. Thì con này để dòng cao nó có múi giờ thế giới nè, nước vàng hồng rất đẹp luôn. Rồi này mua cho mấy chị nha, mấy chị nào thích đeo mấy dòng xịn sò chốt mấy này, xe ngang 27.6, mỏng nó 7,6 ha, càng đó đây 38. Thì mấy này cái nhà sạch Google biết giá trị, nó mình đeo mấy này là biết sang rồi, tự nó mắc tiền nha, nhưng mà hàng xây mua giá quá hời vậy. Kính nó có lớp chống chói màu xanh dương luôn, con này em bán 980k mã B61 nha, 980k mã B61 ha, cái dây da mình đeo nó nhìn nó ấy lắm nha, nhìn nó sang lắm, ai kết chụp hình tin Zalo cho em, siêu nhẹ luôn. Rồi sẵn nữ thì em lên một con Skagen nha, thương hiệu Đan Mạch nha, máy Nhật bản lụa, con này kiểu full vàng hồng bản lụa nha, vuông ha, mặt cẩm trai cho mấy chị nữ á, này đính 2, 4, 6, 8 viên đá nha, dây khóa zin Skagen dập hiệu ha, mặt sau đây full zin nha, siêu sao chưa bóc, máy Nhật dành cho mấy chị nữ ha. Xe ngang là 21, đứng luôn là cũng 24 nha, nó mỏng rồi, 9 ly cái 5 ly 9 nha. Rồi con này dành cho mấy nữ nha, 550 mã B11 nha, 550k mã B11 ha, cái đó mặt vuông, con này mặt tròn, con này thì mặt của nó như là mặt nó khảm trai mà kiểu tím tím nha, đính 11 viên đá tự nhiên nha, kính nó nè, giá cạnh nhìn đã không? Này mua cho mấy chị đây, cũng là bản dây lụa luôn. Thì dòng Citroen là nó chuyên làm dây lụa nha, đeo dây lụa mình thấy như vậy chứ đeo dây lụa sang xinh lắm, thông số đủ ha, máy Nhật
lên tay mặt đảo rồi. Con này thì 450 mã B và 47 nha, 450k mã B 47 ha, xe ngang là 24.6 mỏng 63 450 mã B 47 thì mua về tặng cho mấy chị mới. Rồi một con lắc cho mấy nam, con này lắc thương hiệu Tokima Nhật hay máy Nhật luôn, bản thép nha, full thép. Con này đeo nha, đeo gì nè, lên tay nhìn rất sang, rất chắc luôn nha, nó khó đụng hàng lắm ha, dán tăng tăng mà kiểu lắc nó độc ha. Rồi máy Nhật luôn, ví dụ mở cái này tay nào đeo cũng được ha. Rồi con này xe ngang của nó nè 24.5, chịu đứng luôn là 34 mỏng 76 ha, bản thép. Anh em nào muốn có bản full vàng có luôn nha, máy Nhật mặt sau đây. Rồi con này bữa bán 750 sale 650 nha, 650k ha. Đó, 650k mã B31 nha. 650 mã B31. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Này kiểu sưu tầm thôi, ví dụ kiếm chiếc thứ hai với thứ ba cũng ít ít lắm nha. Rồi một con Rizuno dòng bình dân của Citizen, con này thì full đờ mi ha. Đó. Lâu lâu mới có bản đờ mi nha, đờ mi vàng. Độ mới cao lắm, phay xước nhìn thấy mới. Dây khóa zin, kính zin không sức mẻ, có lông mèo không đáng kể ha. Lịch vạn niên ấy nha, pin năng lượng ha. Nó vẫn là chạy máy H415 nha, có siêu sao chưa bốc luôn. Con này thì anh em thích đeo kiểu bản đờ mi chốt này giá bình dân thôi. Dây thì 18.5 đeo thoải mái luôn nha. Phay xước 4 góc rồi còn. Tùy độ mới mua nha, ví dụ cũ hơn thì em vẫn có giá 400 mấy cũng có nha. Mà mình mua con ví dụ mắc hơn 100 200 ngàn, độ mới cao nhìn nó vừa ý ha. Xe 38 chịu đứng luôn 43.5 mỏng 9 ly. Rồi con này em bán 600 nha, 600k mã F91 ha. 600k mà F91. Kính zin không sức mẻ, có lông mèo ha, không đáng kể đâu. Hàng xe gì đâu quá quá đẹp nha. Rồi con này nha, con này 3BG. Này bé trai bé gái đeo cũng được, mấy chị đeo cũng được ha. Nó là màu xanh độc chuối, màu rất nổi luôn. Thì em cho nhà xem cái mã số rồi mình search Google cái mình tìm hiểu cái mình mua ha, chứ con này nó có giá hết rồi. Nè, mã của nó là Caso nè. BGA180 nha. Search Google ra này ha. Con này như đang là 3,5 triệu. Độ mới ha, cho nhà xem độ mới đây. Độ mới với full chức năng thôi nha. Này mấy anh hoặc mấy chị mua về tặng mấy bé rất là vui luôn á, mới. Với lại nó xịn sò, đeo dạng mắc tiền, hàng mắc tiền nha. Full chức năng hết rồi. Bấm về thể thao, về thế giới, báo thức này các kiểu luôn. Nó có cái chức năng, con này hình như nó có đo đo được mực nước biển gì nha. Đèn sáng. Này như mình mua con hàng mới, con này độ mới hơn 90% mà. Rồi xe ngang của nó là 43, mỏng thì 14 nha. Thì thay vì mình mua mấy hàng si nè, không có hợp thì đỡ tiền hơn nhiều. Con này ví dụ mới 3 triệu mấy, bây giờ hàng si có 950, mã B56 nha. Đó, giá quá hời rồi. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. 950 mã B56 ha. Một con này nha, con này cũng dòng đề cao, con này cũng 2,5 triệu, còn bán 2,5 triệu luôn, dây khóa mới, cũng là chạy hai máy này, bé trai cũng được nữa, tự nó màu đen mà đèn đèn sáng. Rồi con này thì mã đây mình search Google ha, ở mã BGA này 240 nha, ra này ha, cứ search là Caso BGA 240 là ra mấy dòng này. Dòng này mắc rất mắc nha, với lại mình mua lẻ giá này chứ cái nhà đấu bên Nhật á mắc lắm, mấy dòng Barbie G với hàng G sóc, tự mấy anh Malay anh thích đeo mấy dòng này lắm, anh đấu ghê lắm. Barbie G độ mới còn cao ha, chạy về thế giới, về thể thao, báo thức này các kiểu nha, full chức năng hết nha. Rồi con này dành cho bé trai bé gái vậy, mấy chị nữ cá tính đeo bình thường ha. Xe 42 mỏng 13 ly. Rồi con này em bán 850 mã F49 nha. Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.